Vâng, U kính ạ. thưa, vâng, kính thưa quý vị khán thính giả kênh Thám Tử Ẩn Danh, theo thông lệ và gần như là không hẹn mà gặp, một cái chương trình rất là dung dị, rất là đời thường, cũng rất là có nhiều ý nghĩa khi mỗi người là một mình. Tôi cũng đang một mình, anh Bùi Văn Khang là luật sư đứng ra trên diễn đàn lâu nay cũng là một mình. Vâng, mỗi anh em chúng tôi một mình tự pha cho mình một ly cà phê và dành một chút thời gian đầu giờ sáng của ngày Chủ nhật với tiêu chí là ly cà phê sáng Chủ nhật, và câu chuyện đời thường cũng là dung dị nhưng lật lại nhiều chục năm về trước, 3, 4 năm, thậm chí là đến hơn 50 năm về trước. Có những câu chuyện nó xảy ra ở thời khắc lịch sử lúc bấy giờ nó ý nghĩa như thế nào, và sau 50 năm, tức là nửa thế kỷ sau, cùng một câu chuyện ấy, cùng một cái giai thoại ấy, và cùng một cái điển tích ấy, cùng một sự kiện đó, nó khác nhau như thế nào? Hôm nay chúng tôi cùng chia sẻ với nhau, và quý vị khán thính giả cùng chia sẻ nhé. Vâng, xin mời anh Bùi Văn Khang, anh có thể chia sẻ cái cảm xúc của mình nếu như cách đây 50 năm về trước, liệu có đủ thời gian, có đủ điều kiện, có đủ cái giá trị mà anh tự thưởng thức cho mình được một ly cà phê, kể cả ly cà phê Trung Nguyên, và kể cả 50 năm trước, lúc bây giờ đang là thời kỳ chiến tranh, anh cũng có thể đã có mặt ở giữa rừng Tây Nguyên, nhưng cái ly cà phê ấy liệu đã có hay chưa? Vâng, mời anh có thể chia sẻ cái cảm xúc của riêng mình Chắc thời kỳ ấy là chưa có, chỉ ạ. có những cái có những bài thơ về chiến tranh và cái đau thương mất mát của tình người thôi. Thì hồi thì có, nhưng vừa hôm trước mấy cô thanh niên xung phong vừa nói chuyện tếu táo xong, người Thanh Hóa, người Thái Bình có hôm sau đã phải đi đi, đi ra chỗ nghĩa trang rồi vĩnh biệt nhau. Vâng. Là câu chuyện ấy nó diễn ra thường ngày, cái chuyện ấy thì mà rồi là chính những cái đó thì mình ở trong chiến trường mà nói như chú lần trước ấy, là ai chưa bước qua chảo lửa thì chưa tin rằng có thượng Vâng đế. vâng 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 đúng thế anh. Vâng, cái câu nói ấy nó cũng phải xuất phát từ những cái chiêm nghiệm, và cũng chính mình phải bước qua mới có được cái dũng khí để nói lên cái sự thật khách quan, mà chỉ người đó mới có đủ cái tự tin rằng Thượng Đế vẫn có ở trước mắt mình anh ạ. Ừ, thế cái đó mà mình nói thế này này, có rất nhiều lúc mà mình từ trên trung đoàn thì xuống, thì bây giờ mấy cái ông đại đội ông ấy sợ quá thôi, năm 72 có quá sợ rồi, vì bọn mình mà đi tải xăng trên trên cái tép toàn là xăng, nó đánh phát cháy rồi mình phải cháy thành than đầu tiên. Ra vang đúng rồi anh. Đấy, mình đã có mấy lần là đúng là có những người nào đó cũng đúng như mình, đứng ra ngoài khỏi cửa xe xong rồi là bắt đầu xe chạy, xong bắt đầu là để dừng hay là lùi lại tiến đi để cho tránh được cái làn roi làn đạn của đế quốc Mỹ. Thế thì lúc cho các anh nghĩ chết không, mà chết thì thôi, Vâng, đúng đúng rồi, đúng rồi. đi mỗi buổi chiều là đã là mấy thằng tiểu đội xe là bắt đầu là coi như là thôi nhá, sáng mai nếu mà về thì còn, mà nếu mà không về được thì ra đi rồi, thì mày nhớ địa chỉ của chùa của chúng mình này, mày nhớ mày mày làm bằng cách nào thì mày nói với về gia đình tao là tao đã chết, chứ không phải gì đâu, nhưng mà chết ở chỗ nào thì sau này thì nếu mà còn xác thì bảo, mà không còn thì bảo gia đình tao. Có mỗi vậy thôi, chứ còn không, những cái cuộc chia ly nó đi hàng đêm hàng ngày vậy thôi, chứ không ai nói được nhiều đâu. Thậm chí là Vâng. phát thì coi như là mỗi thằng cách nhau đi một tí thì cái xe đèn rùa dưới, nhưng mà vậy trước là coi nó chơi cho một phát, nhưng tôi nằm đấy rồi cháy bùng bùng rồi, mình phải Vâng. chạy nhanh có gì thì cũng chết lây rồi. Vâng, cái chuyện của chiến tranh nó ám ảnh mình lắm, không không bao giờ quên được. Mà Vâng. qua mấy cái cô bạn học của mình ấy, thì nó lại trêu, nó bảo thế trong chiến trường thì mày có nhìn thấy người con gái không? Nhưng bảo tao nhìn nhiều lắm, bởi vì ở trong ấy chị em khổ hơn chúng tao, quần áo các thứ tất cả mọi thứ đều khổ. Mà nhiều lần tao nói thật với mày chứ, tao gặp cả một bầy tiên tắm tắm tiên, nhưng mà lúc bây giờ tao thì về mẹ lại tao lại phải quay mặt đi, tao chạy mẹ ăn được lên đồi thôi, bởi vì cũng chả làm gì được, nhưng mà mình cũng thôi nhớ ra cái mà các hắn nhìn thấy mình thì nó lại hiểu đều thì mình chết. Kiểu như thế. Và thứ Nhưng mà khổ một cái là ví dụ trong hàng chục thanh niên nhìn thấy chị em tắm tiên lúc bây giờ, ai
không nhìn thấy thì bảo là tử tế, nhưng những người nhìn thấy thì tự cho mình là đều nhưng khổ. Đấy là quy luật của cuộc sống, quy luật của tất yếu của giống nòi anh ạ. Và Không, như thế này này, phải nói là chị em mà tắm tiền thì vui cực kỳ. à Mình và phải nói là bọn thanh niên xung phong mà họ mà tắm tiên mà thì mình nghe tiếng của họ rồi họ gì đấy thì ôi thôi, tức là nếu như bây giờ mà đến lúc nào đó mà mình ngồi mà hồi ký lại xong để viết những cái giây phút thần tiên ấy thì mà mình lại cũng là phải là nói như Morifê đi một tí ấy. Còn độ 70 30 nữa thì nó mới thành 100 ấy thì nghe ra thì cũng ly kỳ lắm chứ không đùa đâu. và Thứ hai nữa là có một cái chuyện mình mới nói với cô bạn bảo này, tớ nói thật với cậu thì hồi đó thì hồi tớ học cùng với cậu thì cậu biết thì là tớ mối tình đầu tớ như nào rồi, thế rồi ABC red rồi. Thế hôm trước thì tớ kể với cậu về cái nụ hôn đầu đầu đời của cái chị mà chị cứu mình đó, tự nhiên là hình như là chị phải ra đi xong chị hôn mình một cái là mình phải làm cái bài thơ đấy chị ơi đấy. Thế thì tớ nói thật với cậu, cậu có tin hay không thì tùy cậu, nhưng mà đây là cái sự thật. Chị em thì đang tắm thì chúng tớ cũng không biết, thế thì chúng tớ đi thì bắt đầu bom nó máy bay nó đến thì coi như cứ mà hầm mà chạy vào nhanh chứ không có còn chẳng chị em chẳng kịp chỗ nào, nói thẳng với cậu luôn. À, vơ là cái gì thì cái thôi, xong bắt đầu là chui ngay vào hầm thì chúng tớ thì có cái sống cái chết thì bây giờ chúng tớ phải chui vào hầm. Đấy, chui vào hầm xong rồi cái lúc mà lúc bom nó đánh ngồi nín vào với nhau thì không ai nghĩ gì những cái chuyện lằng nhằng hết, không có tối om mà hầm ý, thì bây giờ làm sao mẹ nó mà đừng đánh mà thôi chứ còn nó đã đánh vào là toi không biết là cái gì. Thế là may mà cái lúc đó thì nó lại sống gần bờ suối cái hầm thì bọn mình nó lại sống sống đến lúc mà bây giờ phải ra hầm chứ. Rồi ra hầm thì bắt đầu các cô với Đức cứ ôm nhau cười thôi, anh ơi cái gì anh làm sao đấy, thế thì bảo ta ra rồi chúng mày ra đi còn gì nữa, mà ui em không ra được đâu, bảo sao có cái gì đâu mà ra. Thế là tôi câu chuyện nên là hoàn toàn thực, tôi bảo thế này này, bây giờ anh cởi cái áo dài ra thì một đứa quàng thế nào đấy thì để kệ nhá, thứ hai là anh chỉ còn mỗi cái quần dài nữa thôi thì anh vừa cởi luôn anh vứt vào trong ấy, chúng mày muốn làm gì thì mày làm. Này, cái quần đùi kia mày ô tao đi sật xa là chúng mày làm cái gì chúng mày làm. Thế nó ra suối xong rồi nó bảo bây giờ chẳng còn cái quần áo nào ở đây nữa. Ôi giời ơi nó mới thảm hại chứ mà bây giờ thì cái con kia nó mặc cái áo dài nó còn chùm được, còn em có cái quần thì kéo đến đâu. Nó có trong chiến trường nó vạn câu chuyện mà nếu mà một cái thời nhát lắm. Sau đó là mình bảo thế này nhá, bây giờ các cô thôi chịu chịu cứ để quần áo cái quần áo của anh để đấy, xong rồi là các em lại chui vào hầm, anh lại lên trèo lên cái dốc núi xong bắt đầu lại mò đến cái bọn thanh niên xung phong này nó cũng đi tìm nhau. Thế là bắt đầu mới bảo không có hai cái cô này là không chế được cô nổi dưới hầm cô như thế như thế, các cô xem có quần áo đường cho cô. Bây giờ xong rồi đến cái câu chuyện ở với cái tổng đội thanh niên xung phong 67 của Thái Bình với lại với một cái đội tổng thanh niên của Thanh Hóa, cái bọn mình ở giữa cũng đi 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 lại lại trên đường mình hồi mình gặp nhau suốt đấy mà. Vâng. Thế nhưng mà cái câu chuyện để đời ấy, sau đó thì nó ác một cái là có một cô tên là cô Hát thì đúng là cô ấy mấy ngày sau là cô ấy cũng bị bom, cô ấy hy sinh. Đây là những cái kỷ niệm mình nhớ lắm. Mà cái hồi ấy, mình tự nhiên là đưa cái bộ quần áo cứ để gối đầu cho nó tăng số nhiều. Ơi, buổi sáng này cười sảng khoái, còn cái câu chuyện mà tôi kể này gần như toàn những câu chuyện mà coi như là chiến trường một thời mà, nhưng mà những cái thời ấy là nó vẫn cứ trong trẻo lắm, nó không vấn đề gì cả, nó chiến tranh thôi. À thế thì bây giờ thôi với anh Khiêm là thôi thì bây giờ thời gian nó cũng không có mấy, hôm nay thì bắt đầu là thôi thì tôi đọc cái bài thơ
đọc cái bài thơ là Sám Hối. Cái hồi ấy là tôi viết cho tôi viết cho tôi thôi, tôi tặng một tập thơ cho một cái anh bạn cũng là thẩm phán của Nam Định nhé. Thế thì sau cũng anh ấy là cái số phận nó cũng khó, vợ con cũng bỏ rồi các thứ cũng rất là khổ. Thì anh ấy nói với tôi này, cái bài Sám Hối ông ghi viết cho tôi, viết cho bản thân ông Khang, nhưng mà thực thực tế thì khi mà lại là đợt thế, cho nên là tôi cứ để cái cuốn thơ của ông bài Sám Hối, cái tập của tôi là về tập Lời Cây cho nhà xuất bản Hội Nhà Văn xuất bản năm 2010, tức là lúc đó là 1.000 năm thăng long, một lúc tôi in luôn 5 tập thì không phải để chơi thôi, không làm gì cả. Thế thì hôm nay trước hết là em phải đọc cái bài Sám Hối đã, vì bác xưa thì là đã đến cái hồi Hồ Duy Hải là cũng có người phải sám hối như anh ạ. Thế thì em đọc chơi để vui nhá, Dạ xong rồi vâng, cũng mong được cái điều sám hối của nhiều đối tượng liên quan đến vụ án Hồ Duy Hải sẽ phải ra để rồi đọc lại cái tập thơ của anh. Vâng, sám hối. Vâng, anh có thể chia sẻ cùng mọi người. Vâng. đây là cái bài Sám Hối mà tôi viết trước năm 2010 và được in ở Hội Nhà Văn, và tập thơ trong Hội Nhà Văn là năm 2010 nhân kỷ niệm 110.000 năm Thăng Long ấy. Vâng. Thế tôi xin đọc này. Sám Hối, viết cho tôi. Những người tù sám hối vì tội lỗi của mình, hình như từ sâu thẳm có tiếng kêu sinh linh, ma lực đồng tiền, vong nguyệt quế đảo điên, phía trước thanh kiếm treo ngược lá chắn phía sau lưng, không là mình về với rừng rừng, ta quan tòa sám hối hết. Dạ vâng, đúng là bài thơ rất ngắn nhưng nó lại chứa đựng một cái ý nghĩa cực kỳ sâu xa. Nếu như nhìn từ trên xuống mới thấy được rằng cái lương tâm nó day dứt, nó bứt rứt và đồng thời nó mới tra tấn chính người thẩm phán phải trả lời cho chính họ chứ không phải là cho nhân dân, cho người bị tuyên án. Vâng, ý nghĩa anh ạ. Và chắc chắn anh cũng đã từng trải qua những cái giây phút phải đắn đo trước khi đưa ra cái phán quyết của chính mình. Mặc dù là cái phán quyết của cá nhân, anh được ở cái cương vị là được phán quyết, nhưng chắc chắn lương tâm, nghĩa vụ, trách nhiệm và cả quyền lợi nữa cũng phải cân đo đong đếm anh mới đưa ra được quyết định thế nào cho nó hợp tình hợp nhẽ. Đấy cũng là cái mà bắt buộc người thẩm phán phải đưa ra cái quyết định trong thời khắc có thể cho là lịch sử, đúng không anh? Đấy anh ạ, à, cũng như hôm trước em gửi anh kia mà em gửi cho anh cái bài hát Giữa Đôi Bờ Công Lý đấy. Thế thì em ở đấy thì em hy vọng anh sẽ phối nhạc xong rồi anh hát, mà không nữa thì em lại phải là lại 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 phải phải tìm lại sau. Nhưng mà bây giờ cái bài hát ấy nó là cái một chút lời như thế này, em hát mấy câu thôi để gợi nhớ lại của những hồn ngày xưa của chúng mình mà phải giữ cho nên mình vẫn giữ được hôm nay là như này. Cái bài ấy là giữa đôi anh em có tựa đề cái bài thơ ấy là Điều Anh Không Muốn, là anh không muốn oan sai. Thế nhưng mà nhạc sĩ Trần Thanh Tùng ấy, trong một lần là anh ấy về công tác ở Nam Định, hồi vợ anh ấy dạy học ở đấy, xong anh ấy sang với Hội Văn học Kỹ thuật, thì trong cái tủ sách của Hội Văn học Kỹ thuật thì có rất nhiều thơ. Cái anh đọc cuối cùng là anh ấy, hồi anh Trịnh Quang Khanh làm tôi ông ấy bảo anh sẽ thấy vào đấy đấy là cái bài thơ nào đấy, chọn cái bài cuối cùng đấy là muốn đấy, có một cái âm điệu ý như thế này anh ạ, anh cả thì anh nói qua một tí thôi, cái câu đầu thôi, nhạc rồi xong bắt đầu. Ngàn trang hồ sơ qua mắt người kiểm sát, thấy nỗi đau chua chát, thấy tình ai bơ vơ. Trang hồ sơ úp mở.
Cái giọng điệu của nó là như thế. Cái đoạn đầu đó. Nhưng mà anh Khang ơi, anh Khang ơi, có một cái đề nghị thế này, cái giai điệu vừa rồi nó tuyệt vời, nhưng anh hát gần micro một chút để truyền cái thông điệp này đến em, đến anh Khiêm và đến khán giả được không ạ? Bởi vì vừa rồi anh hát nhưng nó xa micro, mọi người mới chỉ ngửi được cái thông điệp thôi chứ chưa nghe được cái lời mà nó vang vọng đến anh. Anh có thể hát lại đoạn đó được không ạ? Vâng, em yêu cầu ạ. Được 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 Vâng, anh đấy này nhá, anh vâng, anh gần micro một chút. Vâng. được chưa? Vâng, thế là được rồi. Vâng. Từng ngàn trang hồ sơ qua mắt người kiểm soát, thấy nỗi đau chua chát, thấy tình ai bơ vơ. Biển đời kỳ mênh, tình anh dòng sông trang hồ sơ úp mở. Đâu là tôi, đâu là lỗi, gọi từng trang hồ sơ. Anh tìm mong tôi, anh tìm ra vầng trăng. Vâng, Đấy. đúng là tuyệt vời đấy ạ. Vâng, tuyệt Hồ vời. sơ mà lại có bằng trăng nữa. Vâng. Căng lắm. Vâng. Tôi như là bây giờ em cũng đã phải lọc từng cái trang hồ sơ để tìm ra cái vầng trăng là nó hồ như hải, nó ngoại phạm. Anh ạ, à, đấy vầng Vâng. trăng và cũng phải nhìn vào cái góc tối, nó đã phải phải phiên tòa 2 lần rồi. Đúng là cái góc tối đấy, cho nên những cái mình hát cái khao khao khát đấy mà anh, thì thôi Vâng. bây giờ nó cũng bỏ đi rồi, nhưng mà thôi, nhưng mà nó cứ ngoanh mày, nó sống ở trong cái tâm trí của mình ấy. Thế thì hy vọng là nếu như sau cái dịch này em về chỗ Nam Định em lục xem là có còn cái hồi trước là gửi cho ít đi đĩa là coi như họ lấy mất. Bây giờ không biết nó còn bản 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 phối khí rất là hay, đồng thời có cả người hát cho anh cho em nữa cơ mà. Thế nhưng Vâng, và vừa rồi nói thế này anh Khang, em cũng hơi bị xúc cảm bởi vì cái câu hát mà của anh, và hy vọng nếu như chỉ cần cắt nửa vầng trăng ấy để thành con thuyền hải chèo trở về với quá khứ 14 năm vừa rồi, để tìm thấy cái tuổi trai tráng của mình ở lúc 23, nó mới là cái cầu truyền hình, mới là cái ước mong, là cái khát vọng. Không biết cái nửa vầng trăng ấy, cái mong muốn ấy, cái khát vọng ấy có được thực hiện hay không, bởi vì anh ta gần 40 tuổi rồi, nó mất mát, nó đau thương, liệu có sách sử nào, liệu có bút mực nào ghi được không hả anh? được chứ, người ta có thể là tuổi bây giờ mà bây giờ 40 chưa chắc đã là già, mà đến mình bây giờ mình cũng đến 74 tuổi rồi, mình thấy chẳng có gì phải già cả. Vâng, đúng là hai cây đại thụ, hai cây cổ thụ đã cho em một cái niềm tin, mặc dù các anh là nhiều tuổi nhưng vẫn cười, vẫn nói, vẫn hy vọng, và chúng ta vẫn còn trẻ trung. Vâng, em cảm ơn hai cây cổ thụ cho em một cái niềm tin chưa bao giờ là già khi chúng ta vẫn còn thấy tự mình còn trẻ, đúng không ạ? Tôi hôm qua tôi chả nói chuyện với anh thì đêm thì tôi làm sao tôi dậy, thì làm sao anh phát cái bài bài thứ hai của mình đấy, thì mình ngồi suốt cả đêm ấy, xong rồi đến nghe đi nghe lại, xong rồi bắt đầu cũng thấy vỗ đùi đấy được đấy. Nhưng mà trong đấy anh có nhớ tôi có hẹn là nếu như hải bao giờ về, tôi chỉ ước mơ là bay vào gặp hải chụp cái ảnh và dứt khoát tôi sẽ có một bài thơ để phổ nhạc tặng em và Vâng, cái cảm xúc nó phải bằng bằng thực tế, đụng đến, sờ đến, chạm mặt mới dâng trào, có đúng không anh? Vâng. Còn không. còn còn bây giờ ở trên sóng, chúng ta đang là người gửi cái niềm mơ mộng cao nhất đối với tất cả mọi người. Vâng, mơ ta cứ mơ, ước ta cứ ước, cũng đúng anh Khiêm. Vâng, và có một cái rất là vui, hôm nay em mong muốn có một cái buổi tọa đàm là ly cà phê sáng chủ nhật, nó là những cái chủ đề không định trước và chủ đề nó vô biên, nhưng cái chủ đề nó cũng là một cái sự tự nhiên, nó dung dị, nó đời thường. Và hôm qua có hẹn với anh Khiêm rằng ngoài những cái bài thơ như anh Khang vừa rồi chia sẻ, nào là
cái sám hối của một vị thẩm phán, sám hối của một vị kiểm sát viên nó sâu sắc, nó đậm đà, nó chứa đựng bao nhiêu cái sầu bi và cái thảm ở trong đó nữa, nhưng nó cũng là cái điều rất là vui, bởi vì đã giải tỏa được cái sự bức bách, giải tỏa được cái điều không nói được. Nhưng còn một cái điều cao quý hơn mà hôm qua có hẹn anh Khiêm là thế này. Vì muốn hay không, dù sao chăng nữa anh Hoàng Anh Khiêm là người nghiên cứu về vấn đề khoa học lịch sử, là người làm công tác rất là nhiều năm ở giảng đường đại học, và anh luôn luôn đưa ra những cái vấn đề nó mang tầm thời đại. Và rất quý là những cái chương trình lâu nay vừa rồi lại đụng đến một chủ đề khó vô cùng, đó là lịch sử biển đảo và chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Đùng một cái chúng ta nhận một cái tin báo, đó là 13 vị tướng liên quan đến cái vấn đề là biển đảo quốc gia, là lực lượng cảnh sát biển mà lại dính đến những cái vấn đề chúng ta không thể chấp nhận được. Có người thì cho rằng họ bán linh hồn cho quỷ, có người cho rằng họ nhận một cái khoản nào đó để cho cái bọn là nước ngoài là phá rối cái việc làm ăn của nhân dân trên biển. Có người lại nói rằng không, họ bán dầu của chúng ta với giá rẻ mạt, đó là bán tài nguyên của quốc gia một cách vô tội vạ. Nhưng có người cho rằng nếu như chỉ là một ông ấy thì không sao, nhưng đây nó là hàng loạt. Vậy thì cái dấu hỏi lớn mà lâu nay chúng ta nói là chủ quyền quốc gia, chủ quyền biển đảo và những người được giao nhiệm vụ là nơi đầu sóng ngọn gió, họ làm như thế thì cái niềm tin của chúng ta còn nghĩ như thế nào? Vâng, đó là cái chủ đề chúng ta cũng rất là băn khoăn, rất bức xúc. Mà hôm qua anh Hoàng Anh Khiêm đã nhận được cái thông tin đó, không biết là cái cảm giác đầu tiên của anh nên buồn hay ta nên lo? Lo là lo chủ quyền biển đảo đã được cái thế hệ khác thay thế của những người tham nhũng. Ta buồn là buồn cũng cái thế hệ ấy rất là nhiều năm người ta ngậm miệng ăn tiền để cho ngư dân của chúng ta ra biển bị bọn bọn tàu công chẳng hạn nó làm đủ trò nhân dân khổ, nhưng đó vẫn là những cái tiếng nói chúng ta chưa được cất lên. Vâng, không biết là cái suy nghĩ của anh Hoàng Anh Khiêm như thế nào nếu như được chia sẻ cùng cộng đồng, cùng quý vị khán thính giả về cái chủ đề này. Vâng, anh chia sẻ được không ạ? Tôi nghĩ vấn đề này nó lớn lắm đấy. Vâng. Mà chúng ta biết rằng nó có liên quan đến cái hoạt động của tình báo An Nam, hay là cái âm mưu lật đổ của cái hang ổ Sài Gòn này, Dạ phải vâng. không ạ? Thế nhưng mà ta đang nói chuyện tình yêu và thơ tình yêu cơ mà. À dạ vâng. Thế thì để lát nữa ta bàn về cái vấn đề này sau À nhá. dạ vâng, thế là lát nữa, còn bây giờ đang đang ở cái chủ đề rất hay của anh Khang vừa mới đưa ra, và có lẽ là cái bài thơ đầu tiên Hương Cỏ Mật của anh đến hôm nay bọn em vẫn đang ngửi thấy cái mùi Hương Cỏ Mật đó anh Khang ạ. Anh Khương, anh Khương ạ. Và Đúng sau 2 tuần cái hương vị tình yêu Hương Cỏ Mật ấy nó vẫn đang còn phảng phất đang còn đến hôm nay, và không biết là cái hương vị ấy đến hôm nay nó đã như thế nào, không biết là anh Khiêm có thể chia sẻ được tiếp không ạ? rồi. Nó bền vững với nhà ấy nha, À bởi vì là thật vâng. này, đấy là cái hình tượng mà mối tình đầu của tôi đấy, khi bắt đầu biết yêu đấy, là không phải là một cô văn công là tóc dài là da trắng là hát chầu văn mê hồn như vậy, mà là tôi yêu cái làn điệu dân ca mà lúc bây giờ nó đang có nguy cơ mai một. Yêu chị Kim Liên là không phải là yêu con người của chị, mà là yêu cái làn điệu dân ca của dân tộc, mà cái hát chèo ở đó thì nó đang thịnh hành, nhưng mà tôi đang đang linh cảm thấy rằng nó sẽ mai một anh ạ. Dạ vâng, thế thì rất hay. Vì thế này, có cái câu chuyện hôm trước giữa hai anh em, ba anh em mình. Thế có một vài người hỏi rằng thế này: tôi hỏi anh từ mảnh đất Hà Nam, từ cái vùng chiêm trũng, tôi hỏi thật là liệu anh Hoàng Anh Khiêm đã nói đúng lòng mình hay chưa, khi anh nói rằng anh yêu làn điệu dân ca chứ anh không hề yêu cái làn da trắng và cái sự thướt tha của chị Kim Liên. Vâng, anh có thể chia sẻ đó là lời nói thật hay là chưa thật của anh ạ? Không, cũng yêu chứ, yêu cái vẻ đẹp mà của người phụ nữ mà Nặng chị Kim Liên lúc bây giờ là chín muồi rồi đấy, nhưng có thể nói mà là rất là óng ả.
Gọi tôi là hình mẫu đấy. Vâng. Đó, đó là tôi nghe những cái câu như là chúng anh Thanh nó nói đấy, tức là má văn công mông bộ đội. Những cái câu hay nhất của thời chiến đấy. Bây giờ là còn nghe chuyện là ta sang Lào biểu diễn, thế là bạn bạn mới, la lên bảo là hay thì hay thật nhưng mà hy nhiều quá. Hi 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 đấy mà hi trong Lào là rất là tục anh ạ. Cái mấy ông dân tộc ở đây cũng 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 có cái âm điệu là chê vậy đấy chứ không phải là nào không. Mà âm nhạc lúc bây giờ là ta ảnh hưởng của tàu, cho nên là cứ cao vút lên như giọng Bích Liên hay là giọng của Tường Vi chẳng hạn. Cô gái vót chồng nghe, nó rất là chói tai nhỉ, nên là đúng không? Vâng. Đấy Thế là những rồi hát đi nói về tiếp bài bài thơ Hương Cỏ Mật ấy, là cái tình yêu thứ hai là tôi dành cho là cái hình ảnh của cái quê gốc của tôi ở Hà Nam, ở Thanh Liêm, tức là cái vùng đồng chim chốt ngay cả, mà xuống là tí nữa là Ninh Bình hay là còn chúng nữa, mà đồng chiêm trũng để sống ngâm da chết ngâm thưa xương, hai vụ chiêm mùa rõ rệt. Đấy. Thế thì mình yêu cái mảnh đất cằn cỗi đấy nhưng mà lại rất là ngọt ngào những cái hương đồng gió nổi. Đấy. Rồi những cái món ăn dân dã như là canh cua dầu đay hay là cá kho khô mặn, đấy. Mà cá đồng ngoài ngoài đó hồi đó rất là ngon, rất là thơm. Đấy. Phải nói là hơn 50 năm nay là tôi chưa được ăn được miếng thịt lợn của miền Bắc. Lợn xếp chuồng là chỉ có 50 kg thôi, phải không ạ? Vâng. Trong này lợn hàng tạ mà nó không có mùi thơm, không có ngọt ngào như là miếng thịt miền Bắc. Con cá mưa rau cũng vậy. Quả ớt, quả chanh, quả chuối. Hương vị nó đều là khác xa với lại cái hương vị mà mình đã quen thuộc từ tấm bé. Các anh có vào miền Nam sống, các anh mới biết cái nỗi nhớ miền Bắc nó khắc khoải như thế nào. Thế thì cái bài Hương Cỏ Mật thì là chúng ta cũng là ghi nhận cái đó thôi, chứ còn là không nên là quá nặng nề với những hình ảnh trai gái thì rồi là sướt mướt rồi là xác thịt anh ạ. Cảm xúc Vâng, rất là cảm ơn cái chia sẻ rất là thật lòng của anh. Và em lại thuộc những cái người ấy là hay nghi ngờ, bởi vì chính mình cũng có những cái cảm xúc đôi khi nó tục tĩu, nhưng chỉ có cõi lòng mình mới là thật thôi. Nếu như nói rằng không thật thì dối lòng mình, mà nói thật thì lại là cái người phàm phu tục tử. Vâng, xin lỗi là qua mặt các anh, đôi khi cái cảm giác ấy không lừa được mình đâu ạ. À. Vâng. Anh lừa tôi, anh gài tôi vào cái chỗ tức là chị Kim nên chị tuột dép rồi, chị chạy chạy theo tôi ở cái đường lầy lội đấy, Dạ vâng, đấy cũng là cái tôi câu buồn hỏi. vào bấc mà đêm tối như vậy. Đấy. Vâng. Thế này mà tôi không mắc bẫy, bởi vì là hồi đó là thực sự là yêu đương đấy, là còn không dám nói với nhau cơ, chưa nói đến chuyện cầm tay, mà cầm tay rồi thì run bắn người lên rồi, làm sao mà hồi đó nó thiêng liêng lắm, Dạ vâng. Và có một cái người hỏi rằng họ vô cùng thao thức và rất là thổn thức khi anh tả đến cái đoạn là anh đi trước, chị ấy chạy sau, rồi trước khi chia tay chị ấy ôm anh vào lòng. Cái hơi ấm ấy, cái mùi hương của cái sợi tóc mà nó vướng vào cái mũi anh, và người ta muốn hỏi cái cảm giác của anh lúc bây giờ thế nào để chia sẻ với mọi người được không ạ? phải nói là nó nồng nàn, nó ấm áp, mà nó có thể nói là có cái sức quyến rũ rất là mạnh. Đấy, thế nhưng Vâng. mà bất ngờ là trong cái mùi hương, cái hơi ấm của thân thể người phụ nữ đó đấy, thì tôi phát hiện ra rất ngào ngạt, rất là đậm đà cái hương quả mật, và đó là sự thú nhận của tình yêu anh ạ. Dạ vâng. Cái túi quả mật mà chị gói trong cái túi thổ cẩm đấy, coi như là một kỷ vật của tình yêu chứ gì nữa, phải Dạ vâng. Và cũng cái không câu chuyện này, cũng là cái tình tiết này, thì có người hỏi thế này này. Thế thì ạ? cái cảm nhận được cái hương cỏ mật đó là cái tín hiệu của tình yêu, nhưng cái quan trọng nhất là cái việc mà chị ấy
bỏ cái túi cỏ mật ở trong túi đi xem phim hoặc đi biểu diễn và muốn chứng tỏ anh phải cảm nhận được được đó, hay là cái sự tự nhiên mà anh cảm nhận, anh có thể chia sẻ được không ạ? Nó thơm đặc biệt đấy, bởi vì là nó được ủ thêm cái hơi ấm của người phụ nữ nữa. Hương gây mùi nhớ mà trà khan giọng tình mà. Thế bây giờ chúng ta chuyển đề tài đi, bởi vì là tôi thấy là anh Khang có cái bài thơ sám hối mà đưa chính trị vào đấy. Dạ vâng, đúng rồi Cái ạ. bài thơ tình yêu mà đưa hồ sơ AK vào nó thì coi như là Và hỏng hết rồi. em cảm nhận nếu như mà cái bài thơ của anh Khang vừa rồi, bài Sám Hối, nó một đoạn ngắn thế thôi, nhưng để khai thác về cái đề tài thì có lẽ anh Khang mà cho vào phổ nhạc, có lẽ đó là những cái tác phẩm để đời ở cái ngành về công tác tố tụng đi ạ. Em thấy nó tuyệt vời quá, nó sâu quá, nhưng nó cũng rất là bi. Vàng. Nó sâu nhưng mà thực ra mà nói là chúng ta bây giờ mà nghe lại những bài mà không cho chúng nó thoát đấy. Hay là nghe những bài đấy, bài Giải Phóng Miền Nam chẳng hạn đấy. Thì chúng ta thấy là nó không phù hợp với cái thời đại hiện ngày nay. Nhưng mà thơ ca mà đưa chính trị vào, đưa cái chiến tranh, đưa cách mạng cái thứ vào thì nó chỉ có một thời thôi đấy. Vâng. Thế chúng ta cũng nên chuyển cái đề tài tình yêu sang cái lĩnh vực khác, đó là cái cảm giác. Vâng, thế hôm nay á là có lẽ là em là ít tuổi nhất, rồi đến anh Khang và đến anh Khiêm, có lẽ là một cái chủ đề mà anh cho rằng nó nổi nhất và đồng thời là dẫn dắt em và anh Khang đi theo cái cảm nghĩ cảm giác và đồng thời ủng hộ anh, thì anh có thể chia sẻ cái đề tài nào có thể theo anh là thú vị nhất của cái buổi sáng chủ nhật ngày hôm nay ạ? À? Sau biết Cái bao nhiêu là biến cố. Vàng. ngày tôi còn là sinh viên đấy, đi học đấy. Bạn bè chúng tôi kháo nhau cái chuyện là có một chàng nhạc sĩ đấy, sáng tác rất hay và rất đẹp trai, thế nhưng mà lại không có mảnh tình vắt vai nào cả. Thế bọn tôi mới mới xuống vào là bày kế cho anh ta. Nhạc sĩ phải là dùng âm nhạc, dùng cái giai điệu mượt mà của mình để mà tỏ tình. Thế bọn tôi mới nói với anh chàng là nhạc sĩ này, bây giờ mày cứ đưa nó ra công viên, bây giờ là mày vuốt tóc, mày giờ đôi má nó, nhìn thẳng mắt nó, rồi mày giờ xuống ngực, giờ là tiếp tục là nó nói ba câu thôi là anh yêu em. Không được nói nhiều. Thế anh chàng này cũng làm y như vậy. Thế bây giờ đến ngực thì là anh thốt ra một câu rất là thều thào, rất là đuối sức, là anh yêu em. Là xuống âm trầm rồi đấy ạ. Ở thế cái cô này cô sốt ruột, cô bảo là thấp xuống tí nữa. Anh này lại cứ tưởng là trong cái thuật âm nhạc là một ốc cao là một quãng tám đấy, Vâng. anh ta tụt xuống một quãng tám nữa rồi là thế là nó phá thân cười, nó bỏ chạy không ạ. Đấy là cái lỗi kỹ thuật của âm nhạc mà tôi đã khẳng định rồi, là thơ là hùng biện du dương, lời tỏ tình là chỉ qua tiếng thôi. Nếu mà anh là cần thều thào như thế thì làm sao mà nói yêu được. Và nhưng mà cái câu chuyện của anh, em là thế hệ đi sau, em thấy nó thú vị ở cái chỗ là cái thông điệp cần phải được hiểu bằng ánh mắt, bằng hơi thở, và đấy mới là hơi thở của tình yêu. Nhưng ở đây anh ta giỏi đến mức là sáng tác được nhạc, sáng tác được tất cả, nhưng anh ta không ngửi được cái mùi của tình yêu khi đối thoại đôi người. Đấy là sự thất bại, và chính vì thế cái câu chuyện ông để lại là một cái cười, đúng là cười đau xót anh ạ. Tôi nhớ lại cái lần mà ôm chị đấy, khi chia tay đấy, rồi cái giọt nước mắt nó rơi xuống cùng cái bánh bao và cái quạt lẳng vác. Thì lúc bây giờ tôi nghĩ rằng là mình cứ mạnh dạn ôm siết rồi là hôn chị thì sao nhỉ? Tôi nghĩ như vậy, nhưng mà thực ra điều đó không xảy ra.
và chị Vùng bỏ chạy ngay sau khi mà trao cho tôi những kỷ vật thiêng liêng đó và cái món quà mà cái suất bồi dưỡng bánh bao đó. Và tôi giữ mãi đến hôm sau chưa ăn mà Và đói, nhưng mà về đi học về là còn lội xuống ao sen rồi mà tút cả quần dài quần đùi ra mà hái mấy bông sen mà tặng chị. Mà cái nghề đó khi biết mình được yêu rồi đấy là nó sốt ruột lắm, cho nên là suốt sáng chạy về thì là chị lại vừa mới lên đường cùng với đoàn rồi đi về rồi, nó hụt hẫng, nó đau xót khủng khiếp, một cái mất mát rất là vô cùng lớn lao. Thế trở lại cái đề tài cảm giác trong thơ, thế thì tôi cũng hình như là anh Dương Kỳ Anh có kể chuyện tôi nghe là phải, Dương Kỳ Anh à? Nhà thơ Dương Kỳ Anh mà thi hoa hậu đấy. Vâng. Thế là tôi mới bịa ra câu chuyện, tức là trong cuộc thi hoa hậu đấy thì ban giám khảo hỏi một nữ sinh như thế này. Theo cô đấy thì cái mẫu người chồng lý tưởng của cô sau này phải ra sao? Thế cô này cô trả lời luôn: theo em thì mẫu người chồng lý tưởng của em phải hội đủ hai điều kiện. Thứ nhất là phải có chỗ đứng, Có cho đứng vàng. có địa vị trong xã hội đấy, chứ mà là cứng chỗ đâu. Cái điều kiện thứ hai là với gia đình thì phải cứng chỗ đó. Vâng, tức là hai điều kiện nó phải nhấn mạnh là cái người đàn bà người ta chỉ cần cần cái vị trí nó phải đứng và đứng đúng chỗ đó đúng không? Hay đấy anh. Người nào mà có sức khỏe là có hy vọng đấy, mà người nào có hy vọng là có tất cả, mà trong cái khoảnh khắc thì tình yêu có thể đem đến cái điều kỳ diệu mà suốt cả một đời không phấn đấu không có được, đó là với tình yêu. Mà nó chỉ đến một lần thôi, và như tôi đã nói rằng là ba điều kiện của tình yêu đấy anh ạ. À, Vâng. bây giờ bốn giai đoạn của tình yêu nó mà chỗ nào cũng đúng cả. Ba điều kiện tình yêu tôi nhắc lại, tức là thứ nhất là thái độ tình cảm, sự rung động, nhìn thấy nhau là đã yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi, cái đó là cái điều kiện bắt buộc của tình yêu, điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai là phải hành động cụ thể. Hành động cụ thể đây không phải là hành động như cái anh chàng nhạc sĩ kia là giờ từ tóc rồi giờ xuống má rồi giờ xuống ngực rồi là nói anh yêu em. Mà cô này có sốt ruột, cô nhắc và thấp xuống tí nữa như chỗ băng tám đấy, không phải hành động là như vậy anh này, có anh cũng hiểu sai. Mà hành động ở đây là phải làm thế nào để mà vun vén cho tình yêu anh ạ. Vâng. Nếu có cản trở, nếu có cái gì đó nó khó khăn đấy thì phải cùng nhau vượt qua, phải tìm cách vượt qua, cái đó gọi là hành động cụ thể. Và cuối cùng thứ ba là phải có trách nhiệm, chứ không phải là sự cố xảy ra rồi thì là 36 trước trước chuồn là hơn quất ngựa chi phong, nên là khổ người đàn bà ra. Đấy, tức là phải có thái độ tình cảm, có hành động cụ thể, thứ ba là phải có trách nhiệm với tình yêu của mình. Ngay đối với con trẻ thôi không vậy, nó gặp mẹ là nó mừng rỡ, nó reo hò, am chào mẹ và nó ôm hôn mẹ. Ôm hôn đấy là cái hành động cụ thể. Thế nhưng mà nó lại vòi mẹ, nó là cho nó mấy xu đen kẹo kéo hay là chơi game thì hỏng rồi. Phải là hành động cụ thể là phải là quạt cho mẹ, lấy nước cho mẹ rửa mặt mũi chân tay, là mới ôm hôn mẹ. Cái đó là hành động trẻ thơ, là hành động của tình yêu đấy. Và cái thứ ba là trách nhiệm, nó phải là học hành ngoan ngoãn, thế rồi là giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, giữ gìn sức khỏe cho mình, là mẹ khỏi la dày, đồ đạc chơi trong nhà là phải xếp gọn lại, vân vân. Cái đó là hành là cái trách nhiệm. Mà suy cho cái bưu cục cò voi đấy cũng vậy thôi.
Trước là chúng ta bức xúc về cái chuyện Hải bị giam cầm cùng ra tù đầy suốt mười mấy năm với một cái bản án oan khuất trái luật, thì chúng ta bức xúc. Cái bức xúc này đó chính là cái tình cảm thái độ của chúng ta đấy. Đối với Hải và gia đình của em, gia đình của cháu, cái hành động cụ thể thì chúng ta nói rồi, còn là biết mà không nói là bất nhân, mà nói không hết là bất nghĩa. Chúng ta đã nói hết rồi và bây giờ cũng chẳng còn gì để nói nhiều nữa, phải không ạ? Dạ vâng, đúng rồi. Và anh vừa mới nhắc đến cái chủ đề Hồ Duy Hải, và hình như cơ quan chức năng đã rất là bất nhân và không hành động trong suốt một thời gian dài, mặc dù có phân nửa biết tổng tổng tông biết rõ ràng anh Hồ Duy Hải đã là nạn nhân của vụ án và biết rõ ràng anh ta là oan sai, nhưng cái hành động mà không đi đến cùng của sự thật để giải phóng cái oan khiên của anh ta, rõ ràng đó là một cái lỗi rất là lớn. Trước hết phải nói là cái lỗi lớn của các nhà lãnh đạo. Sau đó nữa là gì? Cái ở đây là cái việc triển khai những cái biện pháp căn cơ mà cái luật pháp không cho phép, là làm sai làm trái. Đây cũng là cái lỗi của những người mà đang cầm một số các cái quyền hạn nhất định mà đảng nhà nước đã giao phó. Thế liên quan đến vấn đề thế này, vừa rồi là các cái trang mạng xã hội, nhất là anh cựu chiến binh Mai Xuân Bích đã lên diễn đàn thông tin một cách rất là cụ thể, đó là gì, anh Hồ Giải đã được giải phóng trong một cái khoảng không gian nhất định, đó là được cởi trói, được chăm sóc sức khỏe, được chăm sóc ăn uống, được chăm sóc y tế, và chờ cái ngày được ra khỏi trại vì lý do ABCD. Và đây cũng là một cái thông điệp mà rất là nhiều khán giả, quý vị khán giả gọi về đánh cái dấu hỏi rất lớn, lớn vô cùng, đó là tin này có đúng không, liệu có xảy ra không, và có phải đó là thực tế không, và rất nhiều câu hỏi khác nữa. Không biết là theo cái cảm giác và theo cách đánh giá của trước hết là xin hỏi anh Khiêm ạ, anh cho ý kiến là tin này kể cả là thật hay không thật, thì anh có cái cảm giác suy nghĩ như thế nào về một cái thông tin? Trước hết phải nói rằng anh Mai Xuân Bích là một thần tượng của cựu chiến binh của những tháng ngày vừa rồi. Thứ hai, anh ấy phát ngôn là phát ngôn theo một cái lương tâm, một cái đạo đức, một cái trách nhiệm, có nghĩa là anh ấy cũng không được phép nói đùa. Thứ ba là những cái phát ngôn của anh ấy trên cái cộng đồng mạng thôi, nhưng cũng phải được sự chỉ đạo, hoặc là cái sự hướng dẫn, hoặc là có một cái vai trò nào đó. Đó là nói thẳng, nói thật, đấu tranh vì công lý, đấu tranh vì thực tế, chứ không phải là nói chơi. Thì anh có thể là cho ý kiến ạ. Vâng, xin mời anh. Vâng, vâng. Tức là anh đã nói đúng như đấy, hai cái từ trách nhiệm, phải không ạ? Dạ vâng. Trách nhiệm của cựu chiến binh Mai Xuân Bích, của cựu chiến binh cả nước, của anh em chúng ta là phải nói ra sự thật, phải tìm ra sự thật. Thì trách nhiệm ở đây không phải là với cái tính mạng Hồ Duy Hải hay là minh oan cho Hồ Duy Hải, mà cái đây là làm cho nền tư pháp trong sạch. Trách nhiệm của chúng ta đối với đất nước, đối với dân tộc, đối với lại đảng, đối với lại cái công cuộc giữ hòa bình, độc lập, tự do của Tổ quốc, anh ạ. Vâng. Thì cái trách nhiệm này lớn lắm. Và đó là cái điều kiện thứ ba của tình yêu đó. Yêu công lý. Vâng, trách nhiệm, vâng. Từ lâu tôi đã nói rồi, tức là ông Lê Minh Chí và bà Lê Thị Nga đấy, là đang có cái biện pháp để mà bảo vệ và giữ an toàn cho Hải từ lâu rồi. Vâng. Rồi là chăm sóc sức khỏe cho Hải từ lâu rồi. Chứ còn cái giai đoạn mà tôi cứ nghĩ mãi là không biết là thằng Hải nó bị cùm chân như vậy suốt 13 năm như vậy, thì nếu nó bây giờ nó được ra tù nó có đi được không? Mà nếu nó có bị liệt hay không, hay là nó bị thoái hóa các cái đốt sống khớp, và nó thoái hóa xương xương khớp, thế rồi nó bại liệt thì rất là nguy. Tôi đã bày cách cho bà Loan với lại cháu Thủy đấy là chuẩn bị dinh dưỡng như thế nào để giữ gìn đôi mắt. Dạ vâng. Cho nó uống cao gấc, ăn cao gấc, hay là uống dầu cá. Tôi đã mua một số rồi, tôi định gửi vào, nhưng mà nếu mà tôi gửi vào thì có khi là còn nguy hiểm đấy, bởi vì là nó sẽ nói là trong này có chứa độc hay gì đó chẳng hạn. Dạ vâng, đúng đấy ạ. Vâng, và cái thông tin người ta lại cho rằng thế này,
Nếu như nhiều tháng qua, thậm chí là nhiều năm qua, các cái kênh thông tin truyền thông chính thống của Đảng và của nhà nước có đến 800 đầu báo, tại sao không có đầu báo nào nói về cái chuyện vụ án Hồ Duy Hải, nhưng lại chỉ có các cái kênh truyền thông tư nhân như kênh YouTube lại được phát ra rả 24/24 mà lại được đông người quan tâm, đông người chia sẻ? Thì có một số người được cho là đang công tác và có trách nhiệm, có nghĩa vụ và có cái quyền lợi đối với Đảng, nhà nước thì cho rằng đó là tiếng nói của nhân dân, tiếng nói của cựu chiến binh, tiếng nói của sự thật, tiếng nói của công bằng, thì họ chính là báo chứ còn ở đâu nữa. Vâng, đấy là câu thứ nhất. Vâng, câu thứ hai, nếu như gọi là các cựu chiến binh là người có nghĩa vụ, có trách nhiệm về tiếng nói của mình, trách nhiệm về lời phát ngôn và cái trách nhiệm được nói lên cái sự thật, thì anh Mai Xuân Bích đã nói lên điều đó, thì chúng ta phải thừa nhận đó là báo chính thống chứ sao nữa. Thứ tư nữa, có một câu hỏi người ta đặt ra thế này: liệu đây có phải là nhà nước đã bắt đầu dọn đường để cho các cựu chiến binh có tiếng nói là ta sẽ làm việc đó bằng cách là xã hội không phải sốt sắng và không phải hoảng, không phải giật mình khi người ta bán cái nhà 90% là không phải do nhu cầu để bán, mà hầu đại đa số người ta phát hiện được cái nhà ấy có thể là có cái lỗi về hướng, lỗi về phong thủy, lỗi về xây dựng và lỗi về kết cấu. Cho nên trước khi chủ nhà bán đi ấy, thì cũng phải có một cái động tác gần như là có sự chuẩn bị, đó là phải vôi ve trát rít cho nó xinh xắn lại một chút để bán, và cái người mua sau không bao giờ biết được cái lỗi. Vậy thì người ta cho rằng trước khi Hồ Duy Hải được giải phóng, được ra với đời thường, cái người đầu tiên được tiếp xúc không phải là người yêu công lý như chúng ta, mà phải là báo chí, phải là cơ quan chức năng, có thể cả các cái tổ chức ở nước ngoài. Người ta phỏng vấn thì phải phỏng vấn cái người lành lặn, to cao, đẹp trai, phong độ, chứ không phải là một cái nhân vật què quặt và ốm yếu, tiêu tụy. Thì đó cũng là cái sức chuẩn bị và đó cũng là cái điều chúng ta nên làm. Vậy thì cái cách mà anh Mai Xuân Bích là có cái sự là đồng ý và có cái sự hướng dẫn như anh Bích đã thông báo, đây là được Đảng, nhà nước là phá vụ án này, và cái việc thông báo là cái tình hình anh Hồ Dại được chăm sóc y tế, chăm sóc sức khỏe, chăm sóc tinh thần, có thể là có một cái sự đồng ý nào đó và có sự cho phép nào đó. Và như vậy cái trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi anh Bích đã nói ra cũng là cái thông điệp để cho mọi người hiểu rằng Đảng, nhà nước đã rất quyết liệt và rất quan tâm và rất là nghiêm khắc ở việc này. Cho nên mọi người hãy yên tâm, đừng ném đá vào tứ trụ triều đình, đừng ném đá vào các quan chức nữa, mà hãy tin rằng đã và đang tiến hành và chỉ là nay mai thôi. Thì không biết là cái thông tin này anh đánh giá và nhìn nhận thế nào về cái thông điệp đó? Vâng, mời anh. Anh nêu ra cả một chuỗi những cái sự kiện và những cái vấn đề mà hóc búa như vậy, làm sao có thể trả lời được? Tôi chỉ nghĩ thằng Hải nó trong cùng chân suốt 14 năm như vậy đấy, và không có hoạt động sinh lý như một con người bình thường đấy, tôi không biết là nó còn có chỗ đứng hay không. Chân đến như vậy, yếu như vậy rồi. Cho nên là cái cô hoa hậu kia khó chọn đúng không anh? Anh Chân ơi, phải, chân trái với cái chân thứ ba nó như thế nào? anh trả ơi, Sao thế em cũng phải quan tâm đấy, chứ không có đơn giản đâu. em chen ngang tí có được không anh? Vâng 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 mời vâng mời anh Khang ạ. Vâng, xin mời anh ạ. Vâng. Câu hỏi này không phải là câu hỏi mới với em, mà bên cạnh không chứ. Phim TV em cũng đã nêu rồi, nhưng tất nhiên là mọi cái nêu thì chưa bao giờ hết. Thế nhưng mà em chỉ nói như thế này, với lại em ấy, thì chính em đã chứng minh Hồ Duy Hải ngoại phạm rồi, Hồ Duy Hải không phạm tội rồi. Thì đầu tiên mà em nói là không phải bác chỉ có bác cựu chiến binh Bích chứ đâu. Mà nghe anh Sơn ở Đà Nẵng thì anh đã nói trước cả anh Bích rồi, trong cái chứ không phải anh Bích anh ấy là người phát ngôn đầu tiên đâu, anh ấy là thứ hai đấy. Đấy là điều thứ nhất. Nhưng mà em mừng thế này, có hai anh nói thì em mừng nhất là bởi vì cái điều mà em phát kiến đã đưa lên mạng đàng hoàng và
em đảm bảo chắc chắn là sẽ có những người theo dõi chặt chẽ những cái bài của em. Đấy. Bằng chứng là vừa rồi thì tự nhiên lại có người bảo nếu nói mấy cái công văn mật thì anh mà chúng tôi cũng chưa có. Đấy. Thế thì bây giờ anh in cho chúng tôi. Vâng, em đi in luôn. Em in hệ em gửi luôn. Và từ hôm qua giờ cũng không thấy nói thắc mắc gì nữa. Đấy. Thế mà đấy là một cái để em chứng minh nhé. Thế thì điều mà em mong ước ấy, mà cái điều như em nói từ những bài thơ hàng cách đây mấy chục năm, như là cái bài em dự đoán là cái sáng không phải cho em hồi đó em viết cho em, nhưng mà bây giờ lại nó thành là cho, không những cho em giữ được rồi thì lại lấy người. Cái chuyện ý không có chính trị đó anh ạ. À, đây là cái hoàn toàn cái thực tế khách quan của những con người làm nghề. Cũng dè chừng, lúc nào cũng dè chừng, có khi là công an ông nói vậy nhưng chưa chắc là phải vậy sao. Mình cứ theo án đúng thì án tại hồ sơ, những hồ sơ ông làm sai đấy. Thì bây giờ mình tự nhiên mình cũng phải mắc vào cái chuyện không đâu vào đâu ấy. Đúng không anh? Thế cho nên là cái việc này em tin là thế này. Ngay bản thân em cái minh chứng em nói rồi, Hồ Chí Hải nó không có phạm tội thì đương nhiên là phải áp dụng điều 13 của luật để mà suy đoán vô tội. Chứ đây là người ta bắt anh phải như thế, mà anh không làm như thế là anh là cái thằng phạm tội luôn đấy. Em đâu anh có làm được cái gì nữa đâu, không vân tay thì không có cái gì cả, mà đến 6-7 năm rồi, 7 năm 3 ngày các anh cũng còn đang báo cáo là coi không biết, không làm được cái gì, không tìm được cái gì nữa. Thế thì anh còn tìm cái gì nữa để mà anh làm nữa? Cho nên em tin cái điều ấy là có cơ sở. Vâng, rất là cảm ơn anh Khang và anh Khiêm vừa rồi.